Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu với các bạn một con máy bơm lốp xe của hãng Michelin, áp suất cao với mã sản phẩm là 12266. Thì như các bạn thấy thì máy thì rất là nhỏ gọn, thì dùng để bơm xe hơi nha các bạn. Và phần hộp thì bao bì khá là đẹp và chắc chắn, và có logo của Michelin với hiển thông số kỹ thuật và rất là chi tiết trên phần hộp luôn nha các bạn. Phía sau thì có phần thông số, có phần tem mã vạch để giúp chúng ta phân biệt được tem thật và nhái. Với trọng lượng thì đây, trên sản phẩm thì trên hộp cũng có ghi rõ ràng, đây trọng lượng là 1,2 kg nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp từ bên trong cái con máy này như thế nào và nó chất lượng ra xe nha các bạn. Đi kèm với máy là có những gì? Thì đầu tiên đi kèm với máy thì hãng cho ta một catalog và một phiếu bảo hành chính hãng cho toàn quốc. Thứ hai là một cái túi để đựng máy nha các bạn. Đây, rất là xinh, rất là nhỏ gọn và rất là đẹp. Tiếp theo đó thì đây thì nhân vật chính của chúng ta. Như các bạn thấy thì đây, thì nó rất là nhỏ gọn để dùng bơm lốp xe hơi, để lốp xe máy, và nó có thể đo được cái áp suất luôn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn từng bộ phận chi tiết cho các bạn xem. Thì đầu tiên là cái bộ nguồn, đây nút nguồn màu vàng này nha các bạn, on off bộ nguồn, với cái đầu ra để gắn vào xe hơi nha các bạn. Nếu mà các bạn gắn cái tẩu của đây, gắn cái đầu này 12V vào xe hơi rồi thì nó bị chiếm diện tích của xe hơi, các bạn không có sử dụng được cái những cái thứ khác. Thì đây thì có cái lỗ để chúng ta sử dụng nha các bạn. Bên cạnh đó thì cái lỗ USB đầu ra 5V để sạc điện thoại nha các bạn. Và tiếp theo đó là cái màn hình LED để hiển thị áp suất. Và bên cạnh đó thì đây là cái nút để bật đèn LED nha các bạn. Đây, 5 cái đèn LED ở phía dưới đây. Và nút màu vàng nhỏ đây là để điều chỉnh mình điều chỉnh cái áp suất nha các bạn. Đây thì nó có 3 loại để mình đo, thì một loại BSI là của Mỹ, đo của Mỹ, và BR là của châu Âu, và KBA là của Việt Nam nhưng mà của châu Á nha các bạn. Đây, rất là tiện lợi và có 3 chế độ để mình viết. Tiếp theo đó thì cái nút trừ, nút cộng đây là để điều chỉnh cái áp suất cho chúng ta bơm vào lốp xe nó đúng nha các bạn. Đây, và canh trên hiển thị màn hình thì chúng ta có thể đạt được cái mức áp suất chúng ta mong muốn. Và bên cạnh đó thì cái sợi dây hơi đây nha các bạn, sợi dây khí ra đây, dây hơi đây. Để thì cái đầu này thì nó nối thẳng cho cái đầu van của xe hơi rồi nha các bạn, và xe máy. Bên cạnh đó thì phía dưới thì hãng cho chúng ta thêm hai cái đầu để bơm chẳng hạn là bơm bóng hoặc là bơm banh để đá nha các bạn. Và đây thì hiện thông số kỹ thuật và tem cảnh báo nha các bạn, và con mã QR. Với con này thì như các bạn thấy thì catalog này hướng dẫn rất là kỹ càng cho nên các bạn, nếu các bạn muốn sử dụng thì đọc rất kỹ càng. Thì nó với cái áp suất cực đại của nó thì nó bơm cho xe hơi thì áp suất cực đại của nó lên tới là 50 psi nha các bạn. Thì tương đương là khoảng là 1 kg, nếu mà đơn vị tính của mình là 1 kg thì đơn vị tính của nước ngoài thì psi là tương đương với 50 psi là tương đương với khoảng từ 3 tới 4 kg nha các bạn. Và bơm cho xe máy thì từ 100 psi là khoảng từ 6 tới 7 kg là tối đa nha các bạn. Đây, và công suất tối đa. Tiếp theo đó thì cái đơn vị đo áp suất thì như mình đã nói thì có 3 cái đơn vị đo psi, br và kpa, và cái cường độ dòng điện là 120V nha các bạn. Xin lỗi các bạn, là 120W. Với cái
Sợi dây điện này thì dài khoảng 300 cm nha các bạn. Để chúng ta đây để kết nối tới xe rất là xa. Thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn một cái bơm, cái bơm lớp nhanh công suất cao của hãng Michelin với mã sản phẩm là 12266. Thì nếu các bạn có thắc mắc muốn tư vấn thêm về sản phẩm này thì hãy liên hệ số điện thoại khi cập được link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay